Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh Lời Bác họp bàn chuẩn bị cho chương trình. Nhiều hộ dân xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ làm giàu từ trồng hoa. Thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh. Kính thưa các đồng chí, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ tỉnh quý 1, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2019. Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh ta. Đây cũng là năm khởi đầu quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần này, tỉnh ủy cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai thực hiện một số văn bản quan trọng mà Trung ương ban hành gần đây liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí, tại hội nghị này, tỉnh ủy cần nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp, các ngành trong quý 1, thảo luận và quyết định mục tiêu nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Bên cạnh đó, các đồng chí tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt các yêu cầu đó là thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực, góp phần vào thành công của hội nghị. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trình bày báo cáo khái quát nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 5 chương 32 điều, tăng 1 chương 15 điều so với quy chế cũ, trong đó 8 điều có tên và nội dung hoàn toàn mới, 22 điều được sửa đổi bổ sung thay thế. Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của tỉnh ủy, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nguyên tắc và chế độ làm việc, điều khoản thi hành quy chế. Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019. Trong quý 1, tình hình kinh tế xã hội tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GRDP tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách ước đạt 3.065 tỷ đồng, tăng 23,8% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt 2.213 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 852 tỷ đồng.
hoạt động kinh tế đối ngoại xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã thu hút thêm 30 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên trên 1.860 dự án với tổng số vốn đăng ký là trên 129.000 tỷ đồng và 4,4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả. Quý 1, toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có là trên 10.100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là trên 103.550 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai và môi trường được tăng cường. Tỉnh ta phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 7 trên 10 huyện thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019. Đồng thời đóng góp ý kiến nêu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội quý 2 năm 2019, tập trung vào các vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy trình sản xuất Việt Gáp, công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phát triển công nghiệp, thu hút các dự án và đầu tư, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, các công trình dự án trọng điểm, việc thực hiện sáp nhập thôn xã trên địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống bạo lực học đường. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương như Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 39 về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đứng đầu đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2019, trong đó phải tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp cần thiết để phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan trên địa bàn tỉnh, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ thú y cơ sở, rà soát để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước tháng 10 năm 2019, rà soát có giải pháp cụ thể và thiết thực cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh theo quy hoạch và tăng cường quản lý nhà nước sau tiếp nhận đầu tư. Tiếp tục tập trung cao thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các khoản thu nội địa, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh rà soát, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, phòng chống bạo lực học đường, chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm tốt, tổ chức kỳ thi cuối cấp năm học 2018-2019. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện nghiêm các kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, rà soát công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng kế hoạch gắn với việc bố trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đồng thời là trưởng ban dân vận cấp huyện. Chiều ngày 9 tháng 4, Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên Đinh Ninh Lời Bác. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chủ trì cuộc họp, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch,
Chương trình giao lưu nghệ thuật dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Hưng Yên, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình gồm 3 nội dung: 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên, tổng kết cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên năm 2018 và phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác chuẩn bị về dự toán kinh phí tổ chức, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kịch bản chi tiết, danh sách đại biểu khách mời, kịch bản chương trình văn nghệ chi tiết, sơ đồ vị trí chỗ ngồi, công tác tuyên truyền và một số nội dung công việc theo các kế hoạch phân công. Tiếp đó, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về điều chỉnh nội dung kịch bản, thời lượng chương trình, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu để chương trình diễn ra trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, ý nghĩa, các ngành đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nội dung công việc được giao. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt về nội dung, thời lượng kịch bản chương trình, công tác lễ tân, khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự. Thành phố Hưng Yên chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương của tỉnh và bảo đảm mỹ quan đô thị. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau chương trình nghệ thuật. Chiều ngày 9 tháng 4, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lựa chọn là đơn vị làm điểm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động tích cực cho công tác chuẩn bị phục vụ đại hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội lần thứ 19, trong đó nhấn mạnh nội dung các báo cáo được trình bày tại đại hội cần cụ thể, chi tiết, cô đọng, xúc tích, đồng thời phải nêu bật lên được những thành tích, kết quả đã đạt được so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội tới đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Trung Thành, trưởng khoa cơ khí kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà trường, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nhiệm kỳ 2019-2024. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An mong rằng, trong thời gian tới, Hiệu trưởng Bùi Trung Thành cùng với Ban Giám hiệu tạo nên một tập thể lãnh đạo đoàn kết, chú trọng nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, phòng thí nghiệm để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước, kết nối doanh nghiệp, trường đại học, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên. Tập trung đầu tư một số ngành đào tạo là thế mạnh của nhà trường trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào tháng 4 hàng năm, tại xã Thụy Lôi, nhiều hộ dân lại bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn. Những năm qua, từ trồng hoa loa kèn đã giúp nhiều bà con ở địa phương có thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Xã Thụy Lôi hiện có trên 50 hộ trồng hoa loa kèn với diện tích hơn 5 hectare, tập trung nhiều tại thôn Thụy Dương và thôn Lệ Chi, chủ yếu là hoa loa kèn trắng. Những năm qua, hoa loa kèn đang phát huy hiệu quả, đem lại kinh tế khá tại địa phương. Trung bình mỗi sào bà con thu được 3 vạn bông, bán được từ 10 đến 15 triệu đồng. Hoa bắt đầu trồng từ tháng 8 và cho thu hoạch vào tháng 4 của năm sau. Hoa loa kèn là loài hoa ưa ẩm nên phải thường xuyên tưới đủ nước để giữ độ tơi xốp cho đất, đồng thời cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng giúp cây khỏe mạnh, chống lại các dịch bệnh và thời tiết nóng. Có như vậy, cây mới phát triển tốt, giúp đem lại giá trị cao, trong đó có nhiều hộ trồng với diện tích lớn.
Điển hình như hộ bà Phạm Thị Xuân ở thôn Lệ Chi trồng 4 sào, anh Vũ Văn Điệp thôn Thụy Dương trồng 6 sào. Hoa la kèn này so với su hào bắp cải là thu nhập một gấp đôi, và với cái ngày làm thì nó vất vả hơn, nhiều ngày công hơn. Giá cả thì nói chung là thu nhập ổn định, một năm thu nhập tầm 20-30 triệu. Thời điểm này khi hoa nhãn đang nở rộ, cũng chính là lúc nhiều hộ nuôi ong ở huyện Khoai Châu hối hả vào mùa thu hoạch mật. Huyện Khoai Châu có khoảng 120 hộ nuôi ong với gần 30.000 đàn. Không chỉ các hộ nuôi ong trong huyện, nhiều người nuôi ong từ khắp các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình cũng mang ong tới đây để lấy mật. Theo các hộ dân cho biết, giống ong để nuôi lấy mật chủ yếu là ong Ý. Loại ong này có nhiều ưu điểm như to khỏe, mang lại năng suất cao hơn so với ong ta. Nuôi ong lấy mật phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu nắng ấm chỉ cần từ 3 đến 4 ngày là có thể quay mật một lần. Thời tiết mưa ẩm phải mất từ 7 đến 8 ngày mới có thể quay lấy mật một lần. Mỗi thùng ong thường có từ 3 đến 10 cầu ong, tùy từng loại ong. Mỗi vụ thu hoạch được từ 12 đến 35 kg một thùng. Thời điểm hiện tại, giá mật ong từ 80.000 đến 110.000 đồng một kg. Do thời tiết diễn biến phức tạp, kết hợp với việc bón phân không cân đối, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh chưa kịp thời, nên hiện nay gần 80 ha lúa xuân tại huyện Ân Thi bị nhiễm bệnh. Trong đó, bệnh đạo ôn lá phát sinh, phát triển và gây hại trên các giống lúa nhiễm như nếp 415, nếp Hưng Yên, Q5, Bắc Thơm số 7 và một số giống không trong cơ cấu của huyện với diện tích nhiễm trên 48 ha. Bệnh khô vằn hại nặng trên các diện tích cấy sớm, chân ruộng cấy dày, cạn nước, bón phân không cân đối NPK, diện tích nhiễm là 20 ha. Ngoài ra, diệp muội, bọ trĩ, sâu năn, sâu đục thân, sâu gióm gây hại cục bộ trên một số diện tích lúa. Đặc biệt, chuột gây hại gia tăng trên một số diện tích khu ruộng chân cao ven làng gần có đống kênh mương gần khu công nghiệp với diện tích gây hại 8,5 ha. Trạm bảo vệ thực vật huyện Ân Thi khuyến cáo bà con cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời, khẩn trương phun phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Lưu ý những ruộng đã bị bệnh đạo ôn thì dừng ngay việc bón phân đạm, không được phun các thuốc chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá. Những diện tích lúa bị nhiễm nặng nên vơ bớt lá bệnh trước khi phun và phun kép lại sau từ 5 đến 7 ngày. Tiếp tục tham gia đánh bắt chuột bằng nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hiến máu Tình nguyện năm 2019 với chủ đề Phố Hiến những trái tim hồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nên ngày hội hiến máu tại thành phố Hưng Yên năm nay thu hút trên 600 tình nguyện viên là các cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị như trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, người lao động tham gia hiến máu. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được khám sức khỏe, xét nghiệm máu. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu được 351 đơn vị máu. Sáng nay, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Công an các huyện Ân Thi, Khoai Châu, Kim Động, Yên Mỹ và Công an 8 xã khu vực để thực hiện liên kết về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Việc liên kết giữa cơ sở điều trị cai nghiện và các đơn vị lực lượng công an các cấp để chủ động tham mưu về công tác phòng chống ma túy, nắm chắc tình hình diễn biến về người nghiện ma túy, phối hợp thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai, tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trong các trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai, chú trọng vào những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Hiện tại, cơ sở điều trị nghiện ma túy đang quản lý và điều trị cho 151 học viên. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cai nghiện ma túy trong thời gian tới góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội là vấn đề cần thiết không chỉ đối với các cấp ngành có liên quan mà là mối quan tâm của mỗi gia đình, của cộng đồng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 7 giờ sáng nay, tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã xảy ra một vụ tai nạn điện cao thế nghiêm trọng, khiến ông Nguyễn Văn Mở sinh năm 1974 tử vong tại chỗ. Ông Đào Ngọc Đức sinh năm 1968 bị thương phải đưa đi cấp cứu. Được biết, vào đầu tháng 3, gia đình ông Nguyễn Văn Mở tiến hành xây dựng tầng 2 nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao thế. Chi nhánh điện lực Phù Tiên và lãnh đạo xã Đoàn Đào đã đến kiểm tra, lập biên bản đình chỉ việc xây dựng. Tuy nhiên, gia đình ông Mở vẫn tiếp tục xây dựng.
Tai nạn xảy ra khi ông Mở tiến hành rạch ống nhựa để ốp vào đường dây điện cao thế. Sự việc trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.